Mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tuyết Mai rất vui được là người đồng hành cùng quý vị và các bạn trong bản tin chiều nay. Bản tin của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 sau hai phiên thảo luận tại tổ và hội trường đã ghi nhận được 300 ý kiến góp ý thảo luận của đại biểu quốc hội. Đa số ý kiến đại biểu cơ bản đồng tình với nội dung chủ yếu của quy hoạch tổng thể quốc gia. Các ý kiến đều nhất trí quy hoạch tổng thể quốc gia là cơ sở để triển khai các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia và các quy hoạch khác, cũng như để thu hút đầu tư cho các thành phần kinh tế trong và ngoài nước. Các nội dung quy hoạch đảm bảo tuân thủ là một bước cụ thể hóa các nghị quyết của Đại hội thứ 13 của Đảng và Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội. Quy hoạch này cũng tuân theo Điều 22 của Luật Quy hoạch xác định quy hoạch cấp quốc gia mang tính chiến lược theo hướng phân vùng và liên kết vùng của lãnh thổ, tổ chức không gian phát triển của đất nước. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hưng Yên vừa ban hành văn bản chỉ đạo kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hành vi tiêu cực, tham nhũng, vi phạm trong công tác kiểm định phương tiện giao thông. Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các trung tâm đăng kiểm cần thực hiện nghiêm các quy định trong lĩnh vực đăng kiểm, chủ đầu tư, giám đốc các trung tâm thường xuyên kiểm định, giám sát nội bộ và chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm, tiêu cực của đơn vị, tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân viên người lao động trực tiếp tham gia vào quy trình đăng kiểm, thực hiện đúng đủ các nội dung và siết chặt kỷ luật kỷ cương, có biện pháp xử lý nghiêm đối với đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ có hành vi tiêu cực nhũng nhiễu, thông báo danh sách xe hết niên hạn sử dụng cho các cơ quan chức năng và phối hợp xử lý khi có yêu cầu theo đúng quy định. Theo thông tin từ Bộ Y tế, qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm đã ghi nhận sự xuất hiện của biến thể phụ XBB của COVID-19 tại tỉnh Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết nhận được thông báo kết quả giải trình tự gen từ đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford, phát hiện 3 trên 52 mẫu phết họng từ người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh có biến thể XBB trong tháng 12 năm 2022. Tuy nhiên, cả hệ thống giám sát tại bệnh viện và tại cộng đồng của thành phố Hồ Chí Minh đều chưa phát hiện biến thể XBB.1.5. Biến thể XBB là một biến thể thuộc chủng Omicron đã lưu hành tại 35 quốc gia trên thế giới từ tháng 10 năm 2022 tại châu Á. Biến thể này đã xuất hiện tại Singapore và Ấn Độ. Toàn phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên có trên chục cơ sở sản xuất các sản phẩm mứt sen, mứt đậu đỏ, mứt gừng, long nhãn và kẹo các loại phục vụ thị trường Tết. Hộ sản xuất ít cũng 2 tấn sản phẩm, hộ sản xuất nhiều lên tới hàng chục tấn. Điển hình như cơ sở sản xuất kinh doanh bánh mứt kẹo Hiệp Huy, mỗi năm sản xuất trên 30 tấn. Riêng dịp Tết này xuất bán 7 tấn sản phẩm. Nhu cầu dịp Tết Nguyên đán tăng cao nên ngoài tập trung lao động, hầu hết các cơ sở đầu tư máy móc vừa sản xuất vừa đóng gói để gửi đi các tỉnh thành phố trong cả nước. Nghề làm mứt kẹo tại phường Hồng Châu đem lại doanh thu cho mỗi hộ từ vài trăm đến trên 2 tỷ đồng. Đến nay, huyện Tiên Lữ có 16 sản phẩm được Hội đồng Sản phẩm OCOP tỉnh Hưng Yên đánh giá đạt từ 3 đến 4 sao tiêu biểu. Trong đó, 14 sản phẩm OCOP đạt 3 sao và 2 sản phẩm đạt 4 sao, trong đó có những sản phẩm sử dụng công nghệ cao như nấm dược liệu Đông trùng hạ thảo của hợp tác xã Phúc Thành An, có sản phẩm tận dụng lợi thế trong sản xuất nông nghiệp của huyện như hạt sen long nhãn của xã Minh Phượng đạt 4 sao. Một số sản phẩm được sản xuất theo hướng an toàn hữu cơ. Thông qua hình thức siêu thị lưu động, các hộ dân ở thành phố Đà Nẵng chịu ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ lịch sử được sắm Tết không đồng với phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng. Siêu thị lưu động do Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng tổ chức nhằm triển khai khoản viện trợ phi dự án cứu trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ tại thành phố Đà Nẵng với tổng trị giá gần 6,8 tỷ đồng. Có 6 siêu thị được tổ chức trên địa bàn hỗ trợ 3.400 phiếu mua lương thực thực phẩm, 1.500 phiếu mua đồ dùng thiết yếu trong gia đình cho người dân. Hàng hóa được bày bán ở siêu thị lưu động rất đa dạng và đều có mức giá ưu đãi hơn so với giá trên thị trường. Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, thành phố Đà Nẵng cũng chuẩn bị hoạt động Tết nhân ái để hỗ trợ cho người dân khó khăn trên địa bàn, dự kiến vận động 20.000 suất quà Tết với trị giá tối thiểu 10 tỷ đồng. Mỗi dịp Tết đến, làng hoa cúc Tết Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi lại nhuộm vàng khắp nơi, tạo nên bức tranh mùa xuân rạng rỡ giữa miền quê thanh bình.
nằm cách thành phố Quảng Ngãi khoảng 15 km về phía nam, làng hoa Nghĩa Hiệp bên dòng sông Vệ Hiền Hòa được hình thành phát triển hơn 50 năm qua, được xem là thủ phủ hoa cúc Tết lớn nhất miền Trung. Hoa cúc nơi đây không chỉ được trồng dọc theo bãi bồi ven sông mà còn hiện hữu giữa các khu dân cư, tạo nên vẻ đẹp thơ mộng trước thềm mùa xuân về. Cục Sở hữu Trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ vừa cấp bằng công nhận nhãn hiệu hoa Nghĩa Hiệp. Địa phương này hiện có hơn 500 hộ dân trồng hoa cây cảnh, trong đó nhiều nhất là các loại hoa cúc phục vụ thị trường dịp Tết. Hàng năm, nông dân trồng hoa nơi đây xuất bán hàng triệu chậu hoa các loại, đạt doanh thu khoảng 30 tỷ đồng. Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định xử phạt một cơ sở kinh doanh mì chính về hành vi vi phạm quy định nhãn hiệu hàng hóa với việc ghi thành phần xuất xứ không rõ ràng, dễ gây hiểu lầm cho người tiêu dùng. Trước đó, chi cục phát hiện trong kho hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Nguyên Bình chi nhánh Hưng Yên ở xã Trương Trắc, huyện Văn Lâm có các sản phẩm bột ngọt nhãn hiệu Queen và Fasta trị giá trên 1,2 tỷ đồng, chỉ ghi thành phần xuất xứ là thành phần ngoại nhập. Trong khi đó, nguyên liệu sản xuất các lô sản phẩm này có nguồn gốc từ Trung Quốc. Công ty Nguyên Bình chi nhánh Hưng Yên bị xử phạt 55 triệu đồng về hành vi không ghi đủ hoặc không ghi đúng các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa. Hiện tượng sụt lún tạo thành hố lớn trên tuyến đường Lê Đình Nghị, khu phố Đông Thành, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên xảy ra nhiều tháng, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được khắc phục. Theo phản ánh của nhân dân, tình trạng sụt lún nghiêm trọng đang lan rộng, ảnh hưởng tới người đi đường và bất an của các hộ dân sinh sống khu vực gần đó. Càng mưa to, đường sụt lún càng lớn. Hiện đoạn đường này đang tạo ra những lỗ hổng sâu khoảng 3 mét, vết nứt lớn, rộng tới 4 đến 5 mét, đúng đoạn đường cua nên rất dễ xảy ra tai nạn. Sự việc trên tồn tại gần một năm nay, song không có biển cảnh báo. Sau khi nhân dân kiến nghị nhiều lần, thì chỉ được đặt trụ chắn đơn giản mà chưa được khắc phục. Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ FDA ngày 6 tháng 1 đã cấp phép lưu hành Leqembi, sản phẩm thuốc đặc trị cho người mắc bệnh Alzheimer giai đoạn đầu hoặc bệnh nhẹ. Thuốc có tác dụng làm chậm tiến trình suy giảm nhận thức của người bệnh. Thuốc Lecaminat điều trị bệnh nhân Alzheimer được bán ra thị trường với tên gọi là Leqembi. Đây là sản phẩm được công ty Eisai của Nhật Bản và Biogen của Mỹ phối hợp phát triển. Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ FDA khẳng định loại thuốc này đánh dấu bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống lại bệnh Alzheimer. Leqembi là liệu pháp mới nhất có tác dụng trực tiếp với diễn tiến của Alzheimer thay vì chỉ điều trị triệu chứng của bệnh. Cụ thể, dữ liệu sơ bộ từ cuộc thử nghiệm thuốc Leqembi công bố hồi tháng 9 năm 2022 cho thấy thuốc có tác dụng làm chậm sự suy giảm nhận thức ở bệnh nhân Alzheimer lên tới 27%. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin lễ hội câu cá trên băng nổi tiếng chính thức được tổ chức trở lại tại Hàn Quốc sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19. Theo thông báo của ban tổ chức, lễ hội năm nay sẽ kéo dài từ ngày 7 đến ngày 29 tháng 1 tại thị trấn miền núi gần khu vực biên giới Liên Triều, thuộc quận Hoa Trơn, tỉnh Gangwon, cách thủ đô Seoul khoảng 120 km về phía đông bắc. Lễ hội nổi tiếng này của Hàn Quốc có điểm nhấn là hoạt động bắt cá hồi núi. Ban tổ chức năm nay đã thả 171 tấn cá xuống dòng sông đóng băng, có diện tích khoảng 61.000 m² để phục vụ lễ hội. Lần đầu tiên được tổ chức trong năm 2003, lễ hội câu cá trên băng ở Hoa Trơn từng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc bình chọn là lễ hội hay nhất quốc gia vào năm 2010. Tối thứ Tư vừa qua tại Peru, 6 phụ nữ đã cùng tham gia một cuộc phiêu lưu chèo thuyền chưa từng có nhằm vượt qua quãng đường dài 8.000 km trên Thái Bình Dương như một cách thể hiện tinh thần đoàn kết với các bệnh nhân ung thư. Đây là hoạt động của dự án CAP Optimist giúp đỡ trẻ em mắc bệnh ung thư do Stephanie Geyer-Banier, một phụ nữ Pháp 47 tuổi, người từng chiến đấu với 4 loại ung thư, sáng lập. Tham gia hoạt động này, 6 phụ nữ trong độ tuổi từ 22 đến 47 tới từ Pháp và Tây Ban Nha sẽ thay nhau chèo thuyền để vượt qua quãng đường dài 8.000 km. Điểm khởi đầu của hành trình là thủ đô Lima của Peru và đích đến sẽ là hòn đảo Munrea trên Thái Bình Dương. 4 người trong số họ là những chuyên gia trong lĩnh vực cứu hộ trên biển. Họ sẽ cố gắng thực hiện mục tiêu di chuyển được từ 5 đến 6 km mỗi giờ và trên hành trình của họ sẽ có một chiếc thuyền hỗ trợ trong trường hợp cần thiết.